Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một cái phần mềm mới. Cái phần mềm này chúng ta thấy rằng nó có một cái tên gọi khá hấp dẫn, đó gọi là phần mềm Architectural Desktop. Thế thì cái phần mềm này là dành cho các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng mà thường người ta dùng để thiết kế và vẽ các cái mô hình kiến trúc xây dựng. Thế chúng ta thấy rằng có cái tên gọi mới mà trong ngày hôm nay tôi sẽ trình bày quý vị và các bạn, đó là cái phiên bản 2008 gọi là AutoCAD Architecture. Những cái phiên bản từ 2007 trở về trước thì chúng ta có cái tên gọi là Architectural Desktop. Thế thì chúng ta sẽ nói với nhau rằng cái phần mềm này có những cái tính năng nào. Và sau đó tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta cùng cài đặt cái phần mềm này. Chúng ta tìm hiểu những cái tính năng cơ bản của nó, cũng như là cái phạm vi ứng dụng của cái phần mềm Architectural Desktop mà tôi vẫn hay có cái tên quen gọi, hay là những cái người mà thiết kế thường hay gọi nó là ADT. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì người ta, cái tập đoàn đồ họa Autodesk đã đổi cho nó một cái tên từ phiên bản 2008. Đó là chúng ta sẽ tên đó là AutoCAD Architecture. Thế thì quý vị các bạn thấy cái phần mềm này nó có thể thực hiện được các cái lệnh, các cái nội dung. Quý vị các bạn thấy là nó có thể thực hiện được vẽ những cái mô hình nhà. Ví dụ như chúng ta thấy là nó dựng một cái mô hình kiến trúc rất là nhanh. Chúng ta hiệu chỉnh các đối tượng đó. Thực ra thì các cái đối tượng như là tường, cửa, cửa đi hay là cửa sổ, vân vân, kể cả cầu thang, thì quý vị các bạn thấy là chúng ta có thể hoàn toàn làm được theo ý mình muốn rất là dễ dàng. Mặc dù là cái phần mềm ADT, tức là phần mềm AutoCAD Architecture 2008 là một cái phiên bản mà nó vẫn còn có cái sự lai tạo giữa những cái lệnh của AutoCAD và những cái lệnh của các đối tượng tham số. Thì quý vị các bạn cũng thấy rằng phần mềm Architectural Desktop, tôi gọi là ADT đó, thì cái phần mềm này đó chúng ta có thể là tùy biến nó được theo ý chúng ta muốn là một chuyện. Thậm chí nếu chúng ta biết lập trình một tí thì chúng ta vẫn có thể sửa nó bằng VBA, tức là Visual Basic for Application, hay là chúng ta dùng Visual Lib để chúng ta làm những cái công cụ theo ý chúng ta, mà chỉ có gì có thể là do nhu cầu thực tế chúng ta thấy chúng ta cần phải có những cái lệnh đó. Hoặc là gì các bạn thấy rằng chúng ta cần phải làm những cái bảng thống kê, mà cái phần mềm này nó sẽ phục vụ rất là hữu ích cho những cái phần mềm ở phía sau. Ví dụ như là Autodesk Building System hay là cái bảng Revit. Chúng ta thấy có cái tên gọi là Revit Building hay là Revit, một cái tên gọi khác, một cái phần mềm dựa trên cái nền của nó gọi là Revit MEB. Chúng ta có thể tạo ra các cái bảng thống kê và chúng ta kết xuất nó với lại cái file sang một cái dạng tập tin Excel để chúng ta có thể xử lý nó. Thì quý vị các bạn thấy rằng cái phần mềm này, nếu mà chúng ta kết nối nó với lại những cái phần mềm khác để tạo các cái hiệu ứng mà có dịp tôi sẽ trình bày quý vị các bạn, ví dụ như là 3DS Max, chúng ta gọi là 3DS Max phiên bản 9 chấm chẳng hạn, hiện thời của Autodesk là phiên bản mới nhất, là chúng ta thấy rằng chúng ta có thể kết nối đó với một cái phiên bản có giá thành rẻ hơn, đó là 3DS Vis, để chúng ta phục vụ cho lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Quý vị các bạn thấy cái hình ở trên màn hình của chúng ta thì đó chính là một cái hình mà nó kết xuất, có thể là nó kết xuất từ cái mô hình mà chúng ta vẽ bằng AutoCAD Architecture, tên gọi mới đó của ADT. Chúng ta có thể kết xuất ở đó, hoặc là chúng ta sẽ kết hợp với lại một số các phần mềm khác để tạo thực tế ảo giống như là CAD 3D mà trong phần sau tôi sẽ trình bày với quý vị các bạn. Chúng ta thấy rằng cái tên gọi ở đây, chúng ta có cái AutoCAD Architecture 2008. Thế thì quý vị các bạn thấy trên cái màn hình của chúng ta, chúng ta thấy là bên ngoài vẫn còn từ cái phiên bản 2007 về trước nó có tên gọi là Architectural Desktop. Thì bây giờ nó có cái tên gọi là AutoCAD Architecture. Nhưng mà thực ra cái số lệnh, cái môi trường nó cũng nhìn á, thì nhìn thoáng qua chúng ta thấy nó giống, hơi giống CAD một tí. Nhưng mà những cái lệnh mà để cho chúng ta có thể làm được vẽ mô hình 3D, quý vị các bạn sau khi chúng ta cài phần mềm xong, tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn ta làm thử một cái mô hình ngay tại chỗ. Thì chúng ta thấy là cái chuyện thực hiện vẽ một cái mô hình kiến trúc từ nó rất là nhanh. Và sau đó nếu mà chúng ta được, chúng ta kết xuất nó qua 3D Max để chúng ta tạo phối cảnh, chúng ta tạo nội ngoại thất vân vân, ánh sáng vật liệu thể chúng ta muốn. Quý vị các bạn cũng có thể thấy là cái phiên bản AutoCAD Architecture 2008 là nó có thể là cho chúng ta những cái bảng mà trong cái phần gọi là để chúng ta làm document, chúng ta làm những cái tài liệu, chúng ta kết xuất ra những cái bản vẽ 2D
để tạo ra bản vẽ kỹ thuật và chúng ta dùng trong trong thực tế thiết kế của chúng ta. Thế thì trong cái thiết kế và thi công, quý vị các bạn thấy là đôi khi cái phần mềm trên màn hình đó, quý vị các bạn thấy là cái dùng đồ họa, những cái miền, những cái phòng, không gian phòng, diện tích phòng đã được phân chia tùy theo cái công năng sử dụng của nó tạo thành những cái bảng màu rất là trực quan. Cũng như là quý vị các bạn thấy rằng nếu mà sau này chúng ta phát triển nó lên cao hơn một tí nữa, chúng ta qua cái phần mềm gọi là Autodesk Building System dành cho dân những cái giới thiết kế cơ điện, hay là chúng ta có cái tên gọi mới của phiên bản 2008 gọi là AutoCAD MEB, tức là thiết kế về cơ khí, về điện và về cấp thoát nước, là một cái phần mềm rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả cái công năng sử dụng của nó hay là cái phụ tải lạnh của cái phòng đó, chúng ta vẫn có thể tạo ra những cái bảng màu rất là trực quan trên màn hình. Điều này dành cho những người quản lý hay là những người thiết kế có một cái nhìn rất là nhanh chóng về cái công trình của mình. Đó, chúng ta thấy như vậy. Thì trên cái màn hình của quý vị các bạn thấy rằng ngoài những cái tính năng đó thì cái AutoCAD Architecture phiên bản 2008 có thể quý vị các bạn thấy trên màn hình của chúng ta, đó là cái tôi sử dụng cái hình của cái Architectural Desktop 2007. Quý vị các bạn thấy rằng nó vẫn có thể tạo ra, nó khai triển những cái hình mà chúng ta tạo khai triển chi tiết rất là nhanh. Hiện thời hầu như là trong thiết kế ở Việt Nam chúng ta thì hầu như là người ta phải sử dụng các cái phần mềm như AutoCAD và chúng ta thực hiện rất là tốn thời gian. Còn đối với phần mềm này đó thì quý vị các bạn thấy là chúng ta có thể cắt và khai triển nó nhanh chóng. Nó cũng nhanh và mạnh mẽ, nó giống như là cái phần mềm gọi là Revit Building hay là cái phiên bản 2008. Đó, nó có tên gọi là Revit Architecture. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở đây, đó đó là những cái đây trên màn hình của ta, thì quý vị các bạn thấy đây là những cái hình cắt khai triển từ cái phần mềm gọi là AutoCAD Architecture 2008. Đó, cái bản chúng ta có thể khai triển rất là chi tiết. Nếu mà chúng ta dùng cái công cụ AutoCAD mà chúng ta vẽ cái này thì chúng ta vẽ rất là lâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái phần mềm này để khai triển thì quý vị các bạn thấy rằng chúng ta có thể có được cái bản vẽ đó bằng một vài cú click chuột. Đó, mà trong cái phần hướng dẫn tôi sẽ cùng quý vị các bạn chúng ta thực hiện điều đó. Quý vị các bạn thấy cái Architectural Desktop hay là AutoCAD Architecture 2008, chúng ta có thể tùy biến được cái kết cấu tường mà hầu như nếu mà chúng ta dùng những cái phần mềm khác chúng ta dựng thì rất là khó. Ví dụ quý vị các bạn thấy trên màn hình của chúng ta đó chính là một cái đối tượng kiến trúc mà thường là khung kim loại kiến. Có khi chúng ta gặp đó là đối tượng là khung nhôm, cửa kiến chẳng hạn đó, hay là một số cái nhà lắp ghép, một số cái công trình ở trong cái ở thành phố của chúng ta. Thì quý vị các bạn thấy là Architectural Desktop 2007 hay là AutoCAD Architecture 2008 tạo ra những đối tượng như thế này tùy biến rất là nhanh, toàn bộ cái đối tượng 3D này. Đó. Thì cái điều tương tự nó cũng sẽ xảy ra đối với là cái phần mềm gọi là Revit Building hay là Revit Architecture 2008. Chúng ta thấy trên màn hình của chúng ta đó là AutoCAD Architecture 2008. Giới thiệu quý vị là quý vị các bạn thấy rằng nó có thể tạo ra một cái bảng thống kê rất là nhanh theo ý chúng ta muốn. Và chúng ta có thể kết xuất được cái bảng này. Thật sự mà nói đó, thì khi mà chúng ta làm, khi chúng ta quý vị các bạn thiết kế và thi công thì chúng ta thấy là đặc biệt là trong các công trình cơ điện, các công trình thiết kế kiến trúc xây dựng, khi mà chúng ta làm xong chúng ta làm thống kê vật tư, ta làm bảng kê vật tư, chúng ta có thể thống kê ví dụ như số, nếu mà các anh những người mà kỹ sư, những nhà thiết kế về điện chẳng hạn thì có phải đi đếm đèn hay là đếm các cái ổ cắm, hay là đối với những người mà thiết kế về điều hòa không khí thì họ phải đi phải đếm rất là tỉ mỉ trên cái bản vẽ của họ, mà nó cũng không tránh khỏi sai sót. Tức là những cái đối tượng, ví dụ như là các cái miệng gió, các cái thiết bị lạnh, FCU, HU, v.v. Hay là chúng ta thấy rằng đơn giản trong công trình kiến trúc xây dựng chúng ta đi đếm, thống kê số lượng cửa, đó, v.v. Cửa đi, cửa sổ, thì bằng một cú click chuột, quý vị các bạn thấy là có thể làm được cái bảng thống kê đó rất là nhanh. Chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu đó sang cái tập tin ở cái của Microsoft Excel để chúng ta tạo ra các cái bảng, có thể là làm cái bảng dự toán mà chúng ta báo giá cho khách hàng, vân vân. Và trên màn hình chúng ta đó chính là cái AutoCAD Architecture phiên bản 2008. Quý vị các bạn thấy rằng nó có thể có tính năng là kết xuất, chúng ta nó gọi là render, quá trình kết xuất tự thân của nó có thể tạo ra các cái hình mà quý vị các bạn thấy trên màn hình. Chúng ta thấy một cái công trình trên màn hình tương đối là phức tạp như vậy,
Nhưng mà để vẽ nó một cách nhanh chóng thì quý vị các bạn thấy là tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta thực hiện nó rất là nhanh thôi. Mà hầu như là các cái công cụ dùng để thiết kế cho kiến trúc và xây dựng thì nó tập trung ở trong cái phần mềm này và phần mềm Revit Building để chúng ta tạo các mô hình nhà. Chúng ta vẽ điều này cũng đơn giản thôi. Chúng ta vẫn có thể kết xuất nó với lại cái phần mềm 3DS Fix là một cái phiên bản thu gọn mà phục vụ cho cái lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Bởi vì các bạn thấy là cái mô hình đó tôi có thể dựng trực tiếp từ trong 3DS Fix hay là tôi có thể dựng nó từ gọi là cái phiên bản chúng ta dựng từ AutoCAD Architecture và chúng ta kết xuất sang đây. Chúng ta chỉ vẽ rất là chính xác và chúng ta sẽ gán tạo vật liệu ánh sáng, tạo các hiệu ứng xung quanh để chúng ta có được một cái phối cảnh. Và chúng ta thấy ở đây nữa nè, mạnh hơn nữa, chứ đó chính là AutoCAD Architecture 2008 có thể kết xuất với lại cái phần mềm gọi là Quest 3D. Có thể nói là trong cái phần mềm mà dùng để diễn họa và tạo thực tế ảo trên thị trường mà chúng ta có hiện nay, Quest 3D là một cái công cụ rất là mạnh. Thực sự thì Quest 3D là một cái 3D engine, một cái 3D engine để làm game online. Và nhưng mà chúng ta thấy là nó phục vụ rất là tốt trong cái chuyện là chúng ta tạo thực tế ảo. Chúng ta có thể kết xuất cái mô hình quý vị thấy trên màn hình đó. Chúng ta có thể kết xuất lên mô hình đó từ cái mô hình mà chúng ta dựng từ AutoCAD Architecture 2008. Chúng ta đưa sang Quest 3D, chúng ta tạo vật liệu ánh sáng, chúng ta tạo một cái thực tế ảo, chúng ta đi vào trong không gian trong đó. Chúng ta nhìn nội ngoại thất theo ý chúng ta muốn. Hay là chúng ta thấy đó, trên màn hình của chúng ta, đó là kể cả mua nguyên một cái nhà cũng khá là tỉ mỉ với những cái vật dụng cũng như là những cái cảnh quan bên ngoài. Quý vị các bạn thấy nó vẫn có thể tạo ra chúng ta một cái mô hình rất hấp dẫn bằng Quest 3D. Nhưng mà giờ chúng ta thấy nó sẽ, chúng ta có thể đi thẳng vào đó. Đây là những cái hình mà rất là quyến rũ đối với lại cái thiết kế nội ngoại thất của các công trình kiến trúc và xây dựng. Nói tới đây thì quý vị các bạn thấy rằng chúng ta đã hầu như tìm hiểu sơ qua, nhìn một cái nhìn tổng quan về cái phần mềm gọi là AutoCAD Architecture 2008. Nhưng mà AutoCAD Architecture 2008 không dừng ở đó, mà nó là cái nền tảng để chúng ta phát triển lên những phần mềm cao hơn. Thí dụ như là cái tên gọi trước đây là Autodesk Building System, dùng để vẽ các hệ thống cơ điện trực quan 3D, vẽ trong không gian 3 chiều. Và chúng ta cũng có thể kết xuất cái mô hình đó sang cái Quest 3D để chúng ta dựng lên được một cái mô hình thực tế ảo cho cái không gian kiến trúc của chúng ta. Đó, chúng ta thấy ở đây những cái công trình mà sau này cái Autodesk Building System, tức là sau này nó có cái tên gọi hiện 2008 gọi là